Khi sau việc gia nhập hội làm sen chính hiệu, Thánh cùng thú cưng như Jason cũng chưa chơi lớn bằng Bảo Anh chi nửa tỷ. Bên cạnh việc mua sắm quần áo, trang sức hàng hiệu, không ít sau việc xem việc nuôi thú cưng là thú vui tao nhã và không ngại bỏ ra khoản tiền lớn để chăm chút cho chúng từng ly từng tí. Cuộc sống của lọt thú cưng nhà sao chính là minh chứng cho câu nói, nghệ sĩ khác với người bình thường và thú cưng của họ cũng y như thế. Chú chó bảnh tỏn của Minh Tú. Bảnh ơi, trời mưa cho nên vô nhà nằm hả? Có lạnh không? Bảnh có lạnh không? Bảnh bận đâu gì vậy? Tạm mừng rồi, đẹp trai quá vậy. Vừa qua, huấn luyện viên Minh Tú của The Face Việt Nam đã đăng tải những hình ảnh của Bảnh Tỏn, chú chó cưng thuộc dòng Corgi lên một story Instagram cá nhân khiến fan vô cùng thích thú vì quá đáng yêu. Sở hữu vẻ ngoài mạnh khỏe cùng cá tính thẳng thắn, nhưng huấn luyện viên Minh Tú của The Face lại là một cô gái rất yêu thương động vật. Upla của Hòa Minzy. Hòa Minzy từng nuôi cún cưng tên là Upla. Ngày chào đón em về nhà, Hòa Minzy hạnh phúc chia sẻ: chào mừng em đến với thế giới của chị nha Upla. Xin chào tất cả các anh chị, hãy yêu thương Upla nha. Người yêu không có nhưng chó phải có một con. Cô nàng thương cúng đến độ khi Đức Phúc chê chú chó mới mua về rất hôi, Hòa Minzy lập tức phản ứng gay gắt. Thậm chí một thời gian cặp chị em thân thiết còn bị nghi tình cảm sức mẻ. Nãy là chị Hòa đưa đến luôn á, đợi để lấy chó luôn á. Bây giờ người thực sự là em ôm nó xong em mới thấy là nó hôi lắm luôn á. Upla đã ra đi vào khoảng thời gian trước, khiến giọng ca Thư Chưa Cưỡi Anh khóc sưng hết cả mắt. Cô chia sẻ còn dự định mua cho cún cưng thật nhiều quần áo đẹp, nhưng chưa thực hiện được thì em đã qua đời. 14 thú cưng nhà Jason. Hey, Swat Flower! No? Nhắc đến người chơi hệ chó mèo nổi tiếng nhất nhì trên TikTok Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Jason. Chàng ca sĩ điển trai sinh năm 1997 này có một kênh TikTok 4,4 triệu lượt follow với hơn 71,9 triệu lượt thả tim. Jason kể nhà có đủ máy móc hiện đại, tự động dọn phân chó mèo, có máy cho mèo uống nước, chó được dạy đi vệ sinh. Nói chung cũng tiện lợi đầy đủ, không quá mệt nhưng vẫn đủ có những sự cố phát sinh làm cậu bạn stress. Cũng từng có lần anh chàng than thở, mỗi tháng tốn 20 triệu nuôi 14 con thú cưng, stress lắm nhưng không bỏ được. Cô của Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ là một người yêu chó khi trong nhà nuôi không chỉ một con. Nàng công chúa Cô là đứa con mà Văn Mai Hương yêu thương nhất. Cô chăm bẵm từng chút một cho em được hơn 2 năm nay. Văn Mai Hương xưng mẹ con với những cún yêu. Cô thường chuẩn bị những bộ quần áo thật xinh để cún cưng mặc khi đi chơi hay dự sự kiện cùng. Đến kỳ sinh nhật, Văn Mai Hương mua bánh kem, thổi nến chúc cún cưng bước sang tuổi mới. Cartier nhà Bảo Anh. Bảo Anh từng khiến nhiều người thích thú khi đón về nhà bé mèo có vẻ ngoài rất đặc biệt. Theo đó, mèo cưng của nữ ca sĩ có tên Cartier thuộc giống Serval, linh miêu đồng cỏ. Được biết, để sở hữu được chú linh miêu quý hiếm này, nữ ca sĩ đã phải chi hơn 300 triệu đến nửa tỷ đồng. Ngoài chú linh miêu cá tính, Bảo Anh còn nuôi một em mèo khác tên là Salombat, được cô đón về từ giữa năm ngoái. Chú mèo này có dáng người mập tròn, chân ngắn, rất thích đứng trên hai chân để xin ăn. Với gương mặt dễ thương, Salombat có lượng fan rất đông đảo. Nhiều lần đi công tác, Bảo Anh còn cho người bạn này lên máy bay hạng thương gia đi cùng. Tên của Salon Bát nè, nên là miếng dán giảm đau khi mà mình cảm thấy buồn hay là không vui. Trấn Xì, Elsa và Gia Ua nhà Sinri đều là những ngôi sao hàng đầu, bận biểu với công việc nhưng vợ chồng Trấn Thành, Harry Won vẫn dành không ít thời gian cho đàn thú cưng nhà mình. Trong đó được ưu ái hơn cả phải kể đến là con trai Trấn Xì, chú mèo Nga có giá 3.000 USD, khoảng 70 triệu đồng, được Harry tậu về. Mua đâu từ bên Nga về, với một số tiền cũng khá đắt đỏ. Tôi như đứng tim, tôi nói trời ơi con mèo gì mua mắt dữ vậy. Ngoài ra hai chú mèo đến sau là Elsa và Gia Ua cũng ngót nghét 40 đến 90 triệu đồng mỗi bé. Đôi vợ chồng rất cưng chiều các mèo con, họ thường dành thời gian để chăm sóc, vui đùa bên các bé. Thỉnh thoảng Trấn Thành, Harry lại khiến fan thích thú với những đoạn clip tận tình chăm sóc tắm rửa cho mèo. Tommy và Chico, Sơn Tùng MTB. Sơn Tùng MTB cũng nhập hội phát cuồng vì cúng cưng khi liên tục khơi dàn người yêu chó và mèo với công chúng. Nam ca sĩ nuôi một chú mèo tên là Tommy và một chú chó tên là Chico. Trang Instagram hơn 6 triệu lượt theo dõi. Ngoài hình ảnh cá nhân, chủ tịch Sơn Tùng chỉ chăm chăm khoe ảnh với cún cưng. Nam ca sĩ còn khiến fan phát cuồng khi khoe khoảnh khắc vuốt ve, âu yếm mèo cưng.
Với nghệ sĩ mà nói, thú cưng không chỉ là người bạn, người yêu mà còn là niềm vui, nguồn động lực trong cuộc sống. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc và không ngại dùng những hành động khác nhau để thể hiện tình yêu của mình với chúng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!